Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài tính giá trị của biểu thức tiếp theo. Rồi, trước hết là chúng ta có một tình huống như sau. Rồi, các em quan sát hình thứ nhất. Để tính xem là trong hình thứ nhất này có tất cả bao nhiêu bút màu, thì các em làm như sau. Các em lấy 2 này, cộng với 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4. Được chưa? Rồi, các em quan sát hình thứ 2. Để tính xem trong hình thứ 2 này có tất cả là bao nhiêu bút màu, thì các em làm như sau. Ở đây ta thấy số bút màu được chia đều thành các nhóm. Mỗi nhóm là có 2 cộng 3. Được chưa? Một nhóm là 2 cộng 3 nhân 1. Hai nhóm là nhân 2. Ba nhóm là nhân 3. 4 nhóm là nhân 4. Được chưa? Rồi, bạn Ông hỏi chúng ta hai biểu thức khác nhau ở điểm nào? Các em quan sát và trả lời hai biểu thức khác nhau ở điểm nào? À, quan sát ta thấy biểu thức thứ nhất không có dấu ngoặc. Biểu thức thứ hai có dấu ngoặc, có dấu ngoặc đơn. Vậy khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện thứ tự thực hiện các phép tính như thế nào? Rồi, khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc. Cụ thể là biểu thức này, trước tiên các em thực hiện phép tính trong ngoặc, tức là các em lấy 2 cộng 3 trước bằng 5. Sau đó các em mới lấy 5 nhân với 4. 5 nhân 4 bằng 20. Được chưa? Rồi, các em ghi nhớ là khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc. Rồi, cụ thể thì thầy giáo sẽ tổng kết lại các kiến thức về tính giá trị của biểu thức từ các bài trước đến bài này. Các em ghi nhớ các ý chính sau. Thứ nhất, khi tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ thì ta tính từ trái sang phải. Thứ hai, biểu thức chỉ có phép nhân, phép chia thì ta cũng tính từ trái sang phải. Thứ ba, biểu thức có cộng trừ nhân chia thì các em lưu ý là nhân chia trước, cộng trừ sau. Các em tính nhân chia trước, cộng trừ sau. Và bài hôm nay chúng ta học thêm một quy tắc nữa là khi biểu thức có dấu ngoặc, các em nhớ tính trong ngoặc trước. Được chưa? Như vậy, khi tính giá trị của biểu thức thì các em lưu ý cho thầy giáo những ý chính này. Rồi, cụ thể là các em sang phần luyện tập 1. Tính giá trị của biểu thức A. Rồi,
Chúng ta nhận xét biểu thức này có dấu ngoặc. Như vậy là các em sẽ tính trong ngoặc trước. Các em lấy 30 cộng với 25 trước. Rồi thầy giáo hướng dẫn các em cách nhẩm 30 cộng với 25. Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp cũng được, hoặc là các em nhẩm cũng được. Cách nhẩm này, 25, các em tách ra thành 20 cộng 5. Các em lấy 30 cộng với 20 trước bằng 50. Sau đó các em cộng tiếp với 5. 50 cộng 5 bằng 55. Bằng 55. Vậy là các em trừ đi 55. Được chưa? 80 trừ 55. Phép tính này thầy giáo sẽ hướng dẫn các em nhẩm như sau. Rồi, cách nhẩm là các em sẽ đưa cái số này về số tròn trục. Được chưa? 55 mà cộng thêm mấy thì bằng 60. 55 cộng thêm 5 thì bằng 60. Số này cộng thêm 5 thì số này các em cũng phải cộng thêm 5. 80 cộng thêm 5 bằng 85. Rồi, hai phép tính này nó có kết quả giống nhau. Được chưa? Phép tính này thì các em dễ nhẩm rồi, đúng không? 85 tách thành 80 cộng 5. Các em lấy 80 trừ 60. 80 trừ 60 bằng 20. 20 cộng thêm 5 nữa bằng 25. Các em đã hình dung được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Câu B, ta thấy biểu thức này có dấu ngoặc. Vậy các em tính trong ngoặc trước, lấy 72 trừ đi 67 trước. Các em có thể đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp, hoặc là các em có thể nhẩm. Thầy giáo sẽ hướng dẫn các em cách nhẩm như sau. 67 cộng thêm mấy thì chúng ta được số tròn trục. 67 cộng thêm 3 bằng 70. Số này cộng thêm 3 thì số này cũng phải cộng thêm 3. 72 cộng 3 bằng 75. Được chưa? Thì hai cái phép tính này nó có kết quả giống nhau. Cách nhẩm này, 75 các em tách thành 70 cộng 5. Các em lấy 70 trừ 70 bằng 0. 0 cộng với số 5 còn lại là bằng 0 cộng 5 bằng 5. Được chưa? Chỗ này là 5 này. Nhân tiếp với 8 này. 5 nhân 8 bằng bao nhiêu? Bằng 40. Được chưa? Rồi câu C. Câu C, các em thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. 50 giữ nguyên. Các em tính 10 chia 2 trước. 10 chia 2 bằng 5. Sau đó lấy 50 chia 5. 50 chia 5 bằng 10, đúng không? Rồi tiếp theo, các em sang phần luyện tập 2 để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trang xếp vào mỗi túi một quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở? Rồi các em hình dung bài toán này như sau.
Trang xếp vào mỗi túi một quyển truyện và bốn quyển vở. Rồi đây là một túi. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở? Một túi có số quyển truyện và vở là 1 cộng 4. Được chưa? Một túi là 1 cộng 4 nhân 1. Hai túi là nhân với 2. Rồi tương tự chúng ta nhân 3, nhân 4, nhân 5, nhân 6, nhân 7, nhân 8, nhân 9, nhân 10. Được chưa? Một túi là có 1 cộng 4. 10 túi là các em nhân với 10. Các em hình dung được chưa? Vậy để giải bài toán này, chúng ta có hai cách giải nha. Cách thứ nhất là các em chỉ cần dùng một phép tính thôi. 10 túi như vậy có số quyển truyện và vở là như thầy giáo vừa phân tích ở trên. Chúng ta lấy 1 cộng 4 nhân 10. Dấu ngoặc này thể hiện là các em tính 1 cộng 4 trước. 1 cộng 4 bằng 5. 5 nhân 10 bằng 50, 50 quyển, được chưa? Rồi đáp số là 50 quyển truyện và vở. Cách thứ hai, các em không muốn tính gộp như thế này thì các em sẽ giải bài toán bằng hai bước tính. Bước tính thứ nhất là các em tính xem một túi có bao nhiêu quyển truyện và vở. À, một túi là có 1 quyển truyện cộng với 4 quyển vở bằng 5 quyển. 10 túi như vậy thì sẽ có số quyển truyện và vở là 1 túi là 5. 10 túi là 5 nhân 10 bằng 50 quyển. Rồi đáp số 50 quyển truyện và vở. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần thử thách. Na nói với Bi, tớ đã mua trứng 2 lần, mỗi lần 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua? A, B hay là C? Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài này trước nha. Sau khi đã chọn được đáp án đúng, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa. Có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không? Rồi chúng ta cùng phân tích bài toán này. Na nói với Bi, tớ đã mua 2 lần. Được chưa? Mua 2 lần. Mỗi lần 3 vỉ trứng gà. Một lần là 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt. Đây là một lần này, 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt. Như vậy, tổng số vỉ là 3 cộng 1. Được chưa? Đây là một lần, 2 lần. 2 lần thì chúng ta làm thế nào? À, chúng ta lấy 3 cộng 1 nhân với 2. Có đúng không? 3 cộng 1 nhân với 2. Tại sao chúng ta phải dùng dấu ngoặc? Bởi vì dùng dấu ngoặc thể hiện là sẽ thực hiện phép tính cộng ở bên trong dấu ngoặc này trước, sau đó mới được nhân với 2. Đúng không? Trước hết là các em phải tính tổng số vỉ trứng mua được trong lần 1 là bao nhiêu. Tức là các em lấy 3 cộng 1 trước, sau đó là các em mới nhân với 2. Vậy đáp án đúng chính là đáp án C, được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát Toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích, có thể thì các em hãy ủng hộ thầy giáo nha.
bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.